cắt tông miền Bắc. Anh bóp sớm đấy. Bin ăn không? Câu rồi. Có cái đĩa bỏ ngoài đó. Đi nhà hàng chắc phải 2 triệu mới đủ ăn. Nhà hàng cũng ăn tận gấp đôi. Ừ, nó phải có công. Và tôm bữa nay ăn nhiều chán rồi không lấy tôm nữa. Mực nó tươi. Em uống sữa xong chưa? Đó bà ngoại đâu ngồi đây. Chén này.